này dướng lệ. Có anh đây là sĩ Lưu Bình, nghe được em mình bay tỏ vinh quy, nên dội đến đây hầu bạn chúc mừng. Bờ mắt rưng rưng tuôn đôi dòng lệ, khen cho Dương Lệ công tội danh thành, không bỏ công đèn sách học hành, lại đau kinh thành thi độ tham quan. Áo bảo xin xóa về đây chân nhầm, chôn vinh trung sao cửa đóng thẹn cài, hãy cho ta đây là kẻ ăn mày. Xa cách bao ngày hiền đệ đã đổi thay, quân hầu sợ bên ngoài có gì nguyên náo, thật là hỗn láo cho con ăn mày. Ta Dương Lệ này không có bản hàng gì, nếu mi ăn xin thì ta chẳng tiếc gì. Cơm đây cứ ăn đi rồi mau mau biến dạng, chứ đừng thấy người sang lại nhận họ hàng. Bên chi bao năm nay được rõ ràng, xót chợ đầu đàn chỉ làm được hàng cái bàn. Thật quá đáng cái cho tình bè bạn, Dương Lệ ơi mi đừng nên ngạo mạn. Bữa ăn mi ban cà thiếu cơm hầm, ta đây không thèm vừa rượu thịt có đầy mâm. Núi bao năm ao gấm cầu, tăng mi mi tấu thịt trù thịt dê. Đã đổ mâm cơm ta lập lời thề, sẽ cùng Dương Lệ khỏi ngộ về sao. Trời ơi anh bỏ đi mất dặn, nhìn theo anh khô dòng lễ cạn. Thật tuổi hổ cho tình bè giới bạn, nghĩa tình bằng hữu bằng tâm can. Vì muốn cho huynh thành người hữu dụng, dù có đau âm thầm chịu đựng, nên giữa vinh đường để chỉ quân. Cháu Long hiền thế ơi, ta có được như ngày hôm nay, em biết nhờ công chức của ai. Vừa rời khỏi đây là hàng sĩ Lưu Bình, vậy hiền thế hãy mau mau chuẩn bị thay thế cho anh nơi đầu làng quận quán nhà tranh, giúp Lưu Bình thi đỗ công danh. Cầu mong Lưu Huynh sớm đừng bước rối trong với sự tận tình của Châu Long, nhất định rồi có ngày anh sẽ thành công. Quay về với vợ hiền quan tâm ngày xưa, kẻ rước người đưa cửa xe giống lòng, lòng ta mở rộng chờ gặp hiền thê kia. Sao tư bề giờ thấy vắng lặng, nơi chốn loạn phòng bụi bám nhện văng. Ba năm chồng vợ không thể thành thân, ta sẽ tìm em Châu Long thiền phù. Những đức yên đã tìm tới kẻ thù, hỏi thăm Dương Lệ bây giờ nó ra sao. Đối với ta có khó chi nào, dù lên bản ngàn hay vào tham quan. Xin chào đại ca, em chúc mừng anh chí nguyện đã thành. Bây giờ ngươi phải biết ta là Tràng Nguyên, hãy khá khăn ngôn chớ nói năng tùy tiện. Chắc nhà ngươi còn quên một chuyện, cho ta miếng cơm
hầm cà theo. Vậy còn tỏ gan lắm điều lưng điều, ta không muốn nghe thêm những lời im dịu. Hỏi cái thằng giống bạc nghe, đầu phản bội như mày không đáng được làm quan. Còn ai đứng sao mà dáng người bảnh khắn, ta nghe lành lạnh khắp cả thân mình. Người mau trần tình cho ta được biết, khi ta điên tiết mình sẽ mạng dòng. Xin mời hiền ơi mau ra kiến diện, dạ bẩm lưu huynh đây là tiếng nội châu lâm. Nàng đã thay chồng từ đó đến nay, giá giờ cùng huynh giá nghĩa trung mai. Thật đáng tất thay Lưu Bình ta kẻ thô lỗ bất tài, lại quán các em đã bao ngày. Anh quỳ xuống đây tại em ba lại, cái nghĩa kim bằng có một không mai. Còn ai đối với châu lông hiền mùi, anh cũng xin có lời tha tội. Không hiểu cội nguồn làm khổ cho em, ngày nay luôn đã an tường mọi việc. Quân hầu hãy mau an bài yên tiệc, uống cho nghĩa tình càng thêm thâm thiết. Dương lễ Lưu Bình siết chặt tâm vào. Em là non cao sừng sừng giữa trời, anh như hạt sôi nằm rời dưới chân. Ơn của anh lớn gấp trăm lần nghĩa của đệ